Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, mới đây Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội. Theo đó, thu ngân sách ước tăng hơn 10% so với dự toán được giao. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được giao là 1.700.999 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.448.200 tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đánh giá cả năm 2024 thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.873.300 tỷ đồng, tăng 10,1% so với dự toán Quốc hội giao, tăng 6,8% so với năm 2023. Trong những tháng còn lại của năm 2024, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, kiểm soát lạm phát, duy trì đà tăng trưởng và các cân đối lớn của nền kinh tế. Niên vụ 2023-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch cao nhất từ trước đến nay với gần 5,43 tỷ đô la. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa cho biết, niên vụ cà phê 2023-2024, từ dự báo giảm sản lượng ở nhiều quốc gia sản xuất lớn, thị trường chứng kiến giá xuất khẩu liên tục tăng. Lần đầu tiên, giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London ở mức trên 5.000 đô la một tấn. Giá cà phê Robusta còn cao hơn cả cà phê Arabica. Tại Việt Nam, giá cà phê cũng liên tục lập đỉnh, đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Đây là lý do sản lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm 12,7% về lượng, nhưng tăng 33% về giá trị so với niên vụ trước đó. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lễ xuất khẩu sản phẩm bưởi Soi Hà, huyện Yên Sơn sang thị trường Vương quốc Anh. Gần 8.000 quả bưởi Soi Hà được lựa chọn xuất khẩu đợt này đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn trọng lượng từ 1 đến 1,2 kg một trái, được kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 2 tuần trước khi thu hái, có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn dư lượng châu Âu. Giá thành giao tại vườn là 16.000 đồng mỗi trái. Việc xuất khẩu thành công là tiền đề quan trọng để tỉnh có kế hoạch bài bản trong phát triển sản phẩm chủ lực đặc sản, từng bước khẳng định thương hiệu và giá trị nông sản xứ Tuyên đối với thị trường trong và ngoài nước. Ngoài nuôi trồng thủy sản là chính, hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã tận dụng đất trống xung quanh nhà để trồng rau màu, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, nông dân Ngọc Hiển đã phát triển được hơn 667 hectare rau màu. Các loại rau màu được người dân trồng chủ yếu là các loại cải, dưa leo, đậu đũa, đậu bắp, khổ qua, bầu, bí. Bà Trần Thị Minh ở ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi có khoảng 1.000 mét vuông trồng rau màu xen canh quanh năm. Mùa mưa, bà làm hệ thống lưới che để trồng cải, mồng tơi. Các loại rau này cho thu nhập mỗi ngày từ 150 đến 250 ngàn đồng. Trừ chi phí, mỗi tháng gia đình bà thu về trên 7 triệu đồng. Làm nên cái mô hình này để là coi như là cũng có để cái thu nhập hàng ngày. Thì trong khi đó thì coi như là trong gia đình thì coi như chồng tôi thì là cũng bệnh nạn thì coi như là cũng ngoái lắm. Cho nên là thì cái này thì tuy nhiên là mình cũng cực, cũng vất vả đấy, nhưng mà thì nó được cái là cái hiệu quả của nó thì mình thu nhập ấy. Thì nói chung là coi như là hàng tháng ấy, thì coi như là cũng được 5-7 triệu. Thì cho thì cũng gọi là mình cái cũng có cái sở phí ở trong nhà. Để rau màu phát triển tốt trong mùa mưa, bà Thiều Thị Thủy chọn trồng đu đủ, bí và dưa gang. Mặc dù các loại quả này dài ngày nhưng nắm bắt được nhu cầu thị trường, nên mỗi vụ đem về thu nhập khá cho gia đình. Hiện tại thì cô mưa xuống thì cô trồng dưa gang nè, bí nè, rồi trồng sen đu đủ. Thí dụ như hết mùa dưa gang với bí thì mình cuộn dây thì có đu đủ với trồng sen cà chua, cà tím đồ. Vậy đó rồi mình bán thêm chứ mình để cuộn dây thì biết chừng nào có thu nhập. Như mình trồng kiểu sen sen vô đó, cái mô hình nó vậy đó. Đất thì nói nào ngay trồng cũng thích hợp lắm. Như mình làm xiên chăm sóc, thứ nhất là mình làm cỏ sạch sẽ, không có côn trùng đó. Thứ hai là mình bón phân thường xuyên vậy đó chứ không có gì chứ. Hội tuyên truyền vận động chị em là trồng rau khép kín cũng như trồng rau sạch để
và hỗ trợ nguồn vốn để cho chị em mà nuôi trồng, trồng trọt cũng như là ra sản phẩm để kết nối với cái điểm du lịch, cộng đồng cũng như điểm chợ để bán các sản phẩm. Thì hiện tại thì cuộc sống của chị em phụ nữ nơi đây thì ổn định hơn. Chị em khỏi phải đi làm ăn xa. Sắp tới thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tuyên truyền rộng cho chị em phụ nữ, nhân rộng các mô hình cho chị em phụ nữ mà trồng để tạo việc làm ổn định cho chị em. Mặc dù là dùng đất mặn, nhưng nhờ cần cù trong lao động và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên mô hình trồng rau màu được người dân huyện Ngọc Hiển triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển triển khai mô hình nuôi sò huyết xen canh với nuôi tôm sinh thái, mang hiệu quả kinh tế cao. Theo kinh nghiệm của các hộ dân, để mô hình nuôi sò huyết đạt hiệu quả, con giống phải được thuần tại địa phương với kích cỡ từ 800 đến 1.000 con một ký. Huyện Ngọc Hiển hiện có hơn 1.000 hecta nuôi sò huyết, năng suất mỗi năm hơn 1.000 tấn sò thương phẩm. Bình quân mỗi hộ nuôi có lãi từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Địa phương đang chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ dân, tiếp tục liên kết thí điểm mô hình nuôi sò huyết thương phẩm trong hộ dân để tạo nguồn sò thương phẩm cung cấp quanh năm, tiến đến ký kết với các đối tác bao tiêu sản phẩm. Không riêng huyện Ngọc Hiển, mô hình nuôi tôm kết hợp với nuôi sò huyết đang phát triển mạnh ở các địa phương ven biển của tỉnh Cà Mau như Cái Nước, Đầm Dơi, Nam Căng và Phú Tân. Đây được xem là một trong những giải pháp nuôi trồng thủy sản bền vững, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ sống của sò huyết với các loài thủy sản khác, người dân phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật và tuân thủ những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Mô hình xen canh tôm với sò huyết đã tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước và diện tích ao nuôi. Tôm được nuôi cùng với sò huyết giúp người nuôi có thêm nguồn thu nhập. Để nâng cao tỷ lệ sống, ngành chức năng khuyến cáo người nuôi cần lựa chọn sò huyết từ những cơ sở cung cấp giống uy tín để hạn chế dịch bệnh từ đầu vào, thường xuyên kiểm tra và duy trì chất lượng nước ở mức ổn định, đặc biệt trong mùa mưa và lúc giao mùa. Về mùa mưa, bà con nếu mà bà con nuôi gặp phải những tháng như vậy mưa rất nhiều, thì mưa sẽ ảnh hưởng các yếu tố môi trường, làm biến động môi trường rất nhiều trong dung nuôi của mình. Nó ảnh hưởng, thứ nhất là nó làm cái độ trong của dung nuôi của mình nhiều, sinh ra gông nhiều, cho nên khi mà mưa khuyến cáo bà con nên, thứ nhất là bà con phải xả nước, lớp nước mặt ra. Thứ hai là bà con phải bón vôi và bón thêm khoáng, cộng thêm vi sinh nhằm ổn định lại môi trường trong vuông nuôi. Khi nuôi xen canh tôm với sò huyết, người nuôi cũng tránh nuôi với mật độ quá cao để hạn chế cạnh tranh thức ăn và ô nhiễm nguồn nước, từ đó cải thiện tỷ lệ sống và năng suất. Cần phối hợp với cơ quan chuyên môn để giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Ngành chức năng cũng khuyến cáo nên chọn thời điểm thả giống phù hợp với mùa vụ, tránh thả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Về mật độ thả, khuyến cáo bà con thả từ 40 đến 60 con trên mét vuông. Về kích cỡ thả thì bà con nên thả tốt nhất từ 800 con đến 1.200 con trên ký. Thì khi đó sò thời gian bà con nuôi khoảng 8 tháng thì bà con thu hoạch được, tránh những tháng mà nóng quá làm giảm cái tỷ lệ sống và năng suất của sò. Thứ ba, khi về thả giống thì bà con thả giống tốt nhất đó, bà con nên khi vận chuyển giống từ nơi bãi sò giống về đến chỗ vuông nuôi của mình thì thời gian không quá 5 tiếng hồ. Sau khi bà con đem giống về, bà con nên phải thần nước khoảng 1 tiếng hồ và nên bà con nên thả. Vấn đề tiếp theo là đối với cái mặt trạng thì bà con nên á, khi mà mô hình mà bà con có nuôi với sò thì tốt nhất mặt trạng phải dao động từ 60 đến 80 cm. Lúc đó thì nhằm tránh được cái chỗ gông nó phát triển nhiều. Nhờ những lợi thế của mô hình nuôi xen canh với sò huyết, nhiều hộ nuôi ở Cà Mau đã nâng cao năng suất và thu nhập. Bên cạnh đó, việc tuân thủ hướng dẫn của ngành chức năng sẽ giúp mô hình này phát triển ổn định và bền vững hơn, đóng góp vào mục tiêu phát triển thủy sản xanh và thân thiện với môi trường. Chủ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch tuyên truyền kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng năm 2024. Theo đó, chiến dịch tuyên truyền tập trung đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên môi trường mạng, thời gian từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2024. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền phổ biến nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội số một cách bền vững. Thưa quý vị, dù đã bỏ đề xuất bốc thăm ngẫu nhiên môn thi thứ 3 vào kỳ thi lớp 10, tuy nhiên dự kiến thay đổi các môn theo từng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì vẫn còn nhiều băn khoăn lo lắng. Bởi như vậy, về bản chất thì nó vẫn không khác nhiều so với việc bốc thăm ngẫu nhiên. Là lứa đầu tiên thi lớp 10 theo chương trình mới với sự thay đổi lớn về định dạng đề, nên Đinh Hà Trang đang phải nỗ lực hơn rất nhiều. Cùng với đó, lại chưa biết sẽ thi mấy môn và thi những môn nào khiến áp lực đối với em càng lớn. Bình thường lịch học trên lớp cũng rất nặng, cộng với lịch học thêm dày đặc thì khi thêm môn thứ 3 khác như này nữa sẽ làm nội dung ôn tập và kiến thức của em sẽ tăng lên rất nhiều. Chưa biết phương án thi lớp 10 sẽ như thế nào nên thời điểm này các trường sẽ càng thận trọng hơn trong việc dạy và học cho học sinh lớp 9. Ngoài dạy kiến thức mới thì tăng cường các đợt kiểm tra, đánh giá định kỳ thường xuyên để học sinh học đến đâu, nắm vững kiến thức đến đó. Mỗi một tháng thì sẽ có một kỳ khảo sát. Thì tháng 9 vừa qua thì chúng tôi có một kỳ khảo sát chất lượng đối với các em lớp 9, đấy là môn toán, môn văn và môn tiếng Anh. Sang đến tháng 11 thì chúng tôi sẽ khảo sát là 4 môn, đấy là môn toán, môn văn, môn ngoại ngữ và môn khoa học tự nhiên. Sau đó đến tháng 1 thì chúng tôi sẽ khảo sát 5 môn. Năm nào cũng vậy, sự chờ đợi phương án thi, trong đó có môn thi lớp 10, luôn khiến cho không chỉ học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng lo lắng. Nên để giảm áp lực thì cần chốt môn thi sớm, cũng như ổn định, tránh thay đổi từng năm cũng là mong muốn của họ. Nó thi như mọi năm trước ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ như thế này thì phải phân chia ra học thì nó không đồng nhất thì nó khó. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, môn thi tuyển sinh lớp 10 nên xác định rõ ràng, minh bạch và ổn định trong nhiều năm, chứ không nên thay đổi từng năm. Điều này giúp cho học sinh ổn định tâm lý, tránh áp lực không đáng có. Giáo dục rất cần cái sự ổn định. Chính vì thế mà nên công bố môn thi từ đầu năm. Và theo quan điểm của tôi thì chúng ta nên chốt cứng 3 môn thi là toán, văn và ngoại ngữ. Số lượng và coi như chọn môn nào, tôi nghĩ Bộ Giáo dục cũng nên có cái thống nhất chung để cho nó dễ quản lý, và không phải dễ quản lý và hay nó hợp lý với cái chuyện này, chứ đừng để các địa phương phải lại tỉnh A thì 4 môn, tỉnh B nói chung nó làm hơi nó không được, nó tôi cho là nó hơi đảo lộn. Cũng theo chuyên gia, việc ôn tập cho một kỳ thi mà môn thi thứ 3 chưa xác định rõ sẽ khiến khối lượng kiến thức các em phải nắm vững tăng lên đáng kể và buộc học sinh phải phân tán sự tập trung vào quá nhiều môn học khác nhau. Điều này đi ngược với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới, vốn hướng đến việc đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh chứ không chỉ bó hẹp trong kiến thức từng môn học. Vì thế, việc sớm công bố phương án thi cũng như ổn định môn thi trong nhiều năm là cần thiết. Cẩm nang du lịch nổi tiếng Lonely Planet vừa xếp hạng vùng Nam Bộ của Việt Nam vào danh sách top 10 điểm hấp dẫn nhất thế giới trong tháng 11. Đây là thời điểm khu vực này bước vào mùa khô với thời tiết lý tưởng và cảnh sắc đẹp nhất trong năm. Trong bài viết Where to go in November, The best place to visit next month, tạm dịch gợi ý du lịch tháng 11, những địa điểm tuyệt vời nhất, Lonely Planet đã gọi tên Nam Bộ như một điểm đến lý tưởng để thư giãn dịp cuối năm. Đáng chú ý, Nam Bộ cùng với Seoul, Hàn Quốc là hai địa danh duy nhất ở châu Á góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này. Một số điểm đến nổi bật là đảo Phú Quốc hay Tây Ninh, điểm đến còn lạ lẫm với khách quốc tế nhưng chứa đựng nhiều trải nghiệm độc đáo.
Vùng Nam Bộ đã lọt vào danh sách của Lonely Planet không chỉ là niềm tự hào cho du lịch nước nhà, mà còn mở ra cơ hội lớn cho du khách quốc tế khám phá vùng đất này. Thưa quý vị, đến đây bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau sẽ được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.